Chúng ta dù là nghèo cỡ nào đi chăng nữa mà gặp tịnh độ không có nghèo. Không có nghèo quý vị. Những đức thấy rằng cái cuộc sống nghèo nàn nó càng vui vẻ. Chắc là mình mỗi ngày mình vui nên mình mới nghĩ như vậy quý vị. Ngày xưa những đức chưa đi tu, những đức không bao giờ suy nghĩ như vậy. Những đức phải suy nghĩ là cuộc đời mình gia đình phải giàu sang, tiền của phải đầy đủ, bên cạnh phải nhiều người đẹp. Như vậy mới là gọi là hưởng thụ. Ngộ thấy là bây giờ học Phật mới thấy ra rằng càng nghèo thì nó càng bình yên. Nghèo thì ít ai để ý, xấu ít ai để ý. Đã là ít ai để ý thì mình bình yên tu. Khỏe re luôn. Quý vị coi cái người giàu sang có của cải thì có nhiều người đến hỏi. Mà hỏi không đưa thì họ quýnh. Quýnh không đưa thì họ giết. Đúng không? Nó nghĩa là gì? Giàu là có nhiều người đến hỏi, có nhiều người chú ý, đúng không? Là bận tâm mà, đúng không? Nếu bên cạnh có nhiều người đẹp thì cũng sợ người ta lấy, cũng phải tìm cách đóng cửa, buộc dây, gàng buộc chắc chắn lại. Nó đi xe ở ngoài một chút xíu là phải canh cho vệ sĩ rồi đi theo canh rồi, đúng không? Sợ con nhái bầu này nó bị người ta chụp bắt. Đúng không? Lo âu. Mà con vợ mình nếu nó lùn nó xấu, đúng không? Thì nó cũng là con gái. Dù nó có xấu nó cũng là con gái thôi. Mà đẹp cũng là con gái. Mà có cái tiếng là con gái đẹp, con gái xấu. Nhưng mà nhìn kỹ ra thì nó vẫn là con gái. Thật sự mà nói nó chỉ có cái mặt nó khác thôi, nghe không? Chứ nếu nhìn kỹ ra thì thật sự mà nói nó y rang, không có cái gì mà gọi là khác hết chứ. Nó chỉ là cái bộ mặt này nó giả trang thôi, hiểu không? Nhưng mà bộ mặt quý vị coi, có nhiều người ngồi trong đây già mà quý vị đã từng tuổi trẻ đẹp, đúng không? Quý vị đã biết mình đẹp cái thời đó, đúng không? Và bây giờ quý vị coi nó còn đẹp không? Phải, nó giả trang mình không? Nó giả trang, đúng không? Nó rồi dù cho cái tướng bốc lửa cỡ nào đi chăng nữa, quý vị coi thời gian từ từ sao? Nó. Có một bà cụ già trong chùa mình, bà già bà 60 mấy tuổi, mà những đức thấy cái tướng của bà nhìn nó đẹp lắm. Những đức hỏi chắc một lúc bà còn gái bà đẹp lắm phải không bà cụ? Bà nói bốc lửa. Những đức hỏi bà, nhà bà có trái lần nào chưa? Đem bà về nhà cũng sợ nhà trái lắm á. Hỏi số kỹ thầy, thầy bà bốc lửa. Bà bốc giết nhà trái thì sao? Nó. Bà nói, con lúc còn gái đẹp lắm. Những đức hỏi, bà đẹp chỗ nào? Bà nói, mặt cũng đẹp, răng cũng đẹp, miệng cũng đẹp, mũi cũng đẹp. Tướng đẹp. Những đức nói, bây giờ bà còn đẹp không? Răng thì rụng hết, mắt thì sụp mí xuống, già, má thì sệ, ngực thì lòng thòng lỉnh thỉnh, già ấy vì già nó chảy ra hết. Nói bà già xác thực nhất luôn. Xong bà còn đẹp gì nữa không? Bà không còn cái gì đẹp nữa chứ bà cụ. Mà thời gian từ lúc bà đẹp là lúc bao nhiêu tuổi? Bà nói khoảng 30 tuổi. Những đứa hỏi bây giờ bà nhiêu? 63 tuổi. Bây giờ bà còn đẹp không? Không. Nên những đứa nói giả trang. Mà cả cuộc đời chúng ta chạy theo cái đó để khổ, giả trang. Mà giả luôn nữa. Bây giờ nó làm giả trang nữa. Người ta hồi xưa là thật, nó không đến nỗi giả trang. Còn bây giờ nó không có, nó làm cho có để giả trang. Mà giả trang cái này còn ngắn thời gian, bà kia còn có thể 30 năm còn tồn tại. Những đứa hỏi bà có sửa gì không? Bà nói không. Còn bây giờ thì nó sửa ra thì chưa được 10 năm thì nó còn sớm nữa. Thời gian nó rút ngắn hoàn toàn lại. Vì nó sửa mà. Nó sửa thì thời gian nó rất là ngắn quý vị. Nên cái giả trang con người bây giờ nó quá khờ khạo. Đến cái mức mà nó phải làm sao thời gian ngắn nhất. Nó nghĩ rằng là 5-10 năm là lâu quý vị. Không ngờ rằng là 5-10 năm nó qua một cái vèo. Rồi cuối cùng nó mới hối hận là cái giả trang này. Thấy không? Hối hận với cái sự giả trang này, thấy chưa? Bao nhiêu người bây giờ bị
cái sức phù phiếm của xã hội nó lôi kéo mình, bị cái dòng cuốn hút đó nó làm cho mình khổ đau vô cùng. Bây giờ học Phật rồi mới thấy trời ơi, những ngày tháng bình yên nó không có gì là vinh hoa phú quý cả, mà tại sao vui như vậy? Mà bình yên vô cùng cũng không có sợ người ta giật lấy gì của mình, không có cái gì để giật lấy cả. Trong đây rất là nhiều người, quý vị muốn lấy bao nhiêu người được thì lấy đi, quý vị muốn ẩm bao nhiêu bà già gì thì ẩm đi. Còn mấy cô trong chùa bây giờ thì đầu cạo chọc lóc, ai muốn lụm được thì lụm đi, ai muốn dẫn đi thì dẫn đi. Nó bao nhiêu chú trong chùa nó vậy đó, quý vị thấy nó thoải mái chứ, quý vị nó tự tại vô cùng, nó không có buộc ràng gì nặng nề á, thấy không? Đây mới là cái cuộc sống có ý nghĩa cuộc đời nè. Còn cái này có khi mà một gia đình giàu vô cùng, vậy mà vợ đi đâu lâu lâu chưa về thì về chồng hỏi đi đâu à? Đi đâu? Hỏi han. Hoặc là chồng đi đâu rồi cầm điện thoại điện, chị bữa nay nghe nói chồng em đi đến nhà chị ở ở đằng đó nhậu nhẹt gì với anh ở nhà không? Không, điện ra chỗ kia bạn hỏi thăm, điện qua bên nhà bên kia hỏi thăm, điện qua nọ hỏi thăm, điện đâu cũng không thấy ổng. Nhưng bắt đầu ở nhà bắt đầu dậm chân dậm cẳng, đi nghiến răng tức tối tội, trời này nó đi đâu rồi, đi đâu rồi. Xong cái tự nhiên ổng vừa bước vào nhà đứng bắt đầu nhìn ổng, nhìn kênh, lúc kênh nó cái tâm nó nghĩ nó chắc nó mới đi với con nhỏ nào nè, trời trời tức nổi ghen lên, tức là nó suy nghĩ, nó vọng tưởng trong tâm nó nổi lên, nó nghĩ rằng là nó vừa mới đi với con nhỏ nào về nè, nó thương con nhỏ nó như nó đã từng thương mình, trời trời tức tình thương dành cho mình bây giờ nó dành cho con nhỏ nào, tức đó. Đó là cái ghen tức là do gì? Người đàn ông này nó đến với mình như vậy rồi mình chấp cái đó rồi, xong cuối cùng mình lại nghĩ nó đi tìm con nhỏ khác, nó giống như là nó đến với mình rồi mình tức tối, mình không muốn đem cái này mình chia sẻ cho ai, nên gọi là ích kỷ, rồi thành ghen tuông, rồi tức tối, rồi vọng tưởng. Nhưng cuối cùng thì cuộc đời con người cũng đi vào cái chết, có tồn tại cái gì đâu, nhưng mà con người bị cái giả trang của cõi đời này mà làm mình khổ triền miên và đọa lạc triền miên không ra được, quý vị. Rõ ràng chúng ta bị cái giả trang, quý vị à, giả trang. Mấy bữa trước những đứa coi một cái đoạn phim ngắn, có một người ni này xuất gia mà là giả xuất gia, giả xuất gia ở trên thành phố đi khất thực. Tại vì cái người mà quay đoạn phim này lên hỏi cô phải là người xuất gia hay không, nó không, tôi không phải người xuất gia. Tại sao cô không phải là người xuất gia mà cô bản đồ người xuất gia? Tại tôi bản đồ người xuất gia tôi đi khất thực được, tôi đi kiếm tiền được. Nó thẳng như vậy luôn, cái đoạn phim nó quay lại như đứa coi luôn mà. Xong cái người mà quay đoạn phim này nữa, tại vì họ làm cái cách này nên cái file của họ người ta coi kinh khủng lắm quý vị. Thì cái giá trị của cái người này chỉ có 500 ngàn. Xong cái người này nói bây giờ như vậy, bây giờ cô là vì kiếm cuộc sống thôi đúng không? Bây giờ tôi cho cô 500 ngàn, cô cởi bộ đồ ra tại chỗ này liền, ngay thành phố luôn, ngay cái đoạn đường thành phố luôn quý vị. Cởi bộ đồ ra, tại vì trong đó còn bận một bộ đồ màu khác chứ không phải màu vàng, ở ngoài bận một bộ đồ màu vàng vô. Xong cái người này quay đoạn phim kêu bà cởi bộ đồ này ra tại chỗ này, bà cởi ra tôi cho bà 500 ngàn. Thì bà tại đoạn đường luôn, bà cởi bộ đồ ra, cởi áo cởi quần ra, rồi nó đưa 500 ngàn. Quay đoạn phim lên, rồi họ nói một câu nói như thế này: cái điều của tôi làm là gì? Muốn cho những người xuất gia giả đừng nên làm như vậy, thà đi kiếm một cái việc khác để kiếm cuộc sống, đừng nên giả danh người tu để đi kiếm cuộc sống, làm ảnh hưởng Phật pháp tội nặng hơn nhiều. Quý vị nghe câu này có thể chấp nhận được chút không quý vị? Thấy không? Quý vị thấy cái giá trị con người 500 ngàn. Rồi quý vị coi có những người sống ở cái cuộc đời này, cái giá trị người ta không có nhiều đâu quý vị. Thí dụ như ngày xưa những đức trên thành phố, những đức đi đến những cái quán cà phê, có những cô gái mình nhìn thấy đẹp lắm, ngồi tiếp mình, xong rồi bo 100 ngàn, 200 ngàn là nhiều lắm. Thì quý vị nghĩ rằng cái giá trị con người cặp tay với người khác, cho người khác hung hít 100-200 ngàn tiền bo, cái giá trị con người ít vậy đó quý vị.
Còn nếu như quý vị mà là nghe đạo rồi, dù quý vị nghèo cho sạch rách cho thơm, nó không bị đồng tiền mua được. Nếu quý vị có con cháu, chắc chắn quý vị sẽ muốn con cháu quý vị thà nghèo mà sạch, thà rách mà thơm. Chắc chắn luôn. Không ai muốn có tiền mà đi như vậy. Có những đứa con gái nó nhìn đẹp, cao ráo đẹp vô cùng, nhưng bước vào cái chỗ làm của nó bên trong là nó tiếp bao nhiêu ông già bên trong, bao nhiêu cái hạng người ở bên trong nó tiếp ở trong đó đó. Nhưng Đức trên thành phố, nhưng Đức biết mà. Vậy thì cái giá trị con người nó qua đồng tiền như vậy. Bạn bị giả trang rồi, bạn bị cái giả này nó mua cuộc đời bạn rồi. Nếu hôm nay mà có những người trẻ người ta nghe được những công đoạn này thì cuộc đời người ta sẽ không bị đồng tiền mua cuộc đời người ta như vậy đâu. Như vậy thì cuộc sống mình có ý nghĩa. Cũng như những Đức ngày xưa mà sắp sửa hết tiền chút là những Đức buồn lắm, vì hết tiền. Có tiền thì vui lắm vì suy nghĩ cái cuộc chơi, thấy không? Bây giờ học đạo rồi, những ngày sống bình yên vô cùng. Hồi sáng tới giờ chờ mưa, chờ mưa. Những Đức tưởng đó bữa nay là chợ chiều vắng vẻ. Sáng sớm mưa, mưa gió bão bùng, chờ chuyển mịt mù. Như Đức nói chắc này Phật tử lấy không được, mưa gió dữ quá. Nên Như Đức nói là chờ chiều vắng vẻ. Thì quý vị biết rằng Như Đức ở bên kia giặt đồ xong, vừa ngồi vừa niệm Phật một chút, nằm xuống niệm Phật. Mưa thì là chuyện của ông trời, còn chuyện của mình cứ niệm Phật. Bây giờ có nhiều nơi bão, quá khổ luôn. Có những người đi buôn bán gì không được luôn. Nếu quý vị biết niệm Phật, bữa nào buôn bán không được thì niệm Phật. Chứ đừng có lo rằng nếu kiểu này hoài mai mốt hết gạo lấy gì nấu, bận tâm gì là tự nhiên niệm Phật không được liền. Hôm nay có gạo nấu thì cứ nấu đi. Ngày mai còn gạo nấu thì ngày mai nấu tiếp tục. Còn bữa nào hết gạo thì tính sao? Cứ lo mãi cái việc hết gạo thì làm cho mình cứ nghĩ về cái tương lai. Vậy thì mình không nhìn cái hiện tại là hôm nay còn gạo. Quý vị biết rằng là nếu như con người mà thường nghĩ về tương lai quá khứ mà không nhìn hiện tại thì cuộc đời của người khổ lắm quý vị à. Mà quý vị coi bao nhiêu con người chúng ta bận tâm về cái tình cảm dính mắc. Bây giờ con cái nheo nhóc như vậy, sau này không có điều kiện rồi nó khổ đau rồi làm sao mình chịu nổi đây? Vì tình thương dính mắc nên nó bị cái tình thương buộc ràng, mà mình phải còng lưng cả đời mình để kiếm sự nghiệp của cải để sau này con mình nó không thua xúc người ta. Không, nhiều người làm cha làm mẹ đây bị gì đó. Rồi cuối cùng của cải vật chất này có rồi để lại cho con, con nó vẫn tranh giành hơn thua, nó không biết đủ. Mà nó còn quay lại nó nói rằng là mình không công bằng, chia cho nó không công bằng, mình vẫn là khổ tiếp tục nữa luôn. Rồi những đứa con này nó vẫn không biết đủ, nó lao theo con đường của mình mấy chục năm, tiếp tục là nó lo cái cuộc sống gia đình của nó, nó cũng quên cha mẹ luôn. Mình trở thành kẻ cô đơn, cả đời tích lũy không dám xài, của cải đem chia hết cho con, con tiếp tục lao theo cái cuộc sống như mình, rồi cuối cùng cũng quên mình. Mình già rồi cũng tiếp tục cô đơn quạnh quẻ. Diễn cái cảnh đời tư tưởng này, nếu mà người trẻ nghe được, họ chưa có cảm giác thì về sau họ già chúng họ sẽ có cảm giác. Còn vì sao những Đức có cảm giác? Vì những Đức nuôi người già. Những Đức đã hỏi nhiều người già, đều là một tư tưởng gì? Nghĩ về con mà mấy chục năm bận tâm, đến khi chia hết cho con thì con lại không ngó ngàng đến mình. Lúc chưa chia cho con thì con còn ngó ngàng, nhưng đến khi chia hết cho con thì con lại không ngó ngàng. Khi con còn nghèo thì con còn nhìn mình, khi con giàu thì con vô cùng là bận bịu, quên đi cha mẹ già. Hai ông bà già trở thành cô đơn quạnh quẻ, cứ trông ngóng con đến thăm mà con quá bận không đi đến thăm được. Không, quý vị coi, cả đời con người phải lao thế như vậy, đến khi tuổi già rồi vẫn không có niềm vui. Tìm đến Phật pháp là đến tuổi già,
Nên tất cả những con người trẻ tuổi mà nghe được Phật Pháp, đúng ra quý vị mới biết cái này là chân quý. Vì nó nuôi cái này cho đến khi tuổi già thì cuộc đời bị đặc biệt quá. Tại sao mình để nuôi tới cái lúc mà tuổi già mới nuôi thì nó không đủ bản lãnh để nuôi. Nếu như mình đủ duyên thì từ khi còn trẻ đủ sức, đủ lực để nuôi Phật Pháp, cho đến khi tuổi già thì sáng suốt vô cùng. Cuộc đời, cả đời mình sẽ không bị vấp ngã nhiều, mình không đến nỗi quá khổ. Nếu người mà gặp được Phật Pháp sớm thì chúng ta sẽ không khổ. Những đức nè, từ khi còn nhỏ đến 29 tuổi là khổ, 29 tuổi gặp Phật Pháp, tới bây giờ càng ngày càng giảm khổ, càng ngày càng giảm khổ. Đây là 100% luôn. Nếu như những đức khổ, làm sao những đức nói chuyện với quý vị như vậy? Có ai mà khổ mà nói chuyện có lực khỏe mạnh không? Có ai khổ mà cười được không? Từ khi là quý vị nghe được Phật Pháp nó chuyển hóa cái nội tâm quý vị mới có nụ cười thật sự. Chứ nếu nội tâm nó chưa có chuyển hóa thì quý vị dù có cười đi chăng nữa cũng là cười mà như vậy nè. Nói ngon quá, mai chết đói vậy. Họ không tin, họ không tin. Họ nghĩ là họ làm cực quá mà họ còn không có kìa. Chứ đừng có nói nghe ông thầy này nói như vậy, tôi làm muốn chết tôi mà gia đình tôi còn nghèo đây, mà ông nói chuyện đùa không, nó dở hơ, thấy không? Thì họ cực khổ te tua quý vị. Nếu mà là dở hơ vì sao 600 người ở đây rõ ràng. Bữa nay gạo trong chùa nó lên đâu 7-8 tấn nữa kìa. Phải không? Dở hơ mà gạo nó bay gì ào ào. Không? Rõ ràng không? Nếu ai có nghe một hai buổi trước những đức mới giảng đây nè, những đức có nói một câu là tất cả quý Phật tử đừng có gỡ bánh kẹo, đừng có gỡ cái gì về chùa nữa nghe. Quý vị đem tất cả những thứ đó quý vị gỡ cho bà con dùng lũ lụt đi, cắt cổ phần của chùa hộ pháp chia cho người ta bớt đi. Cho bà con dùng lũ lụt người ta có cuộc sống một chút đi. Ở đây được rồi, đủ rồi. Nói những đức nói thẳng luôn đó. Từ nơi đó quý vị coi, cái phước nó đã có. Quý vị không đưa đầu này thì đầu kia đưa đến. Cái phước nó đã không có thì nó đến trước mặt quý vị, nó cũng chạy ra sau lưng à. Nhiều người ngồi đây quý vị thấy rõ ràng là đồng tiền đã đến tay mình rồi, vậy mà mình không cầm được mà. Cầm được rồi nhưng gia đình tức khắc có người bệnh đau liền, hoặc là xe hư, hoặc là bể bánh xe, hoặc nhà sập. Tự nhiên vừa có tiền thì có nạn đến là nhà sập, bệnh đau, việc này việc nọ, tiền này xài sạch, tiền mắc tật mang. Nó đã không có phước thì làm sao cầm được quý vị. Như những đức ví dụ một cái lu bể, quý vị có chế nước bao nhiêu vô thì nó cũng chảy hết ra thôi. Còn cái lu nguyên, dù là một giọt nước, một giọt nước, một giọt nước, nhưng mà nó cũng tích tụ được nước vì lu nguyên mà. Có thể giữ được phước thì dù một giọt nó cũng dính được nữa. Còn nếu mà nó đã không giữ được phước, nó đã chảy sạch phía sau thì phía trước có ào vào, phía sau cũng đổ mắt. Hãy tin chỗ này chứ. Khi tin rồi thì cuộc đời chúng ta, chỗ quan trọng nhất là gì? Tích công lĩ đức. Tích công lĩ đức ngay chỗ nào? Đoạn ác tu thiện. Tích công lĩ đức ngay đoạn ác tu thiện. Con người đoạn ác tu thiện thì con người nó sẽ không ích kỷ, nó không nhỏ mọn nữa quý vị. Nó sẽ không bao giờ sống những ngày tháng buồn khổ đâu. Ai mà dạy gì sống những ngày tháng buồn khổ. Nên những đức cứ nhắc hoài câu đừng buồn, đừng giận, đừng hận, đừng trách ai. Sống buồn khổ là sống hại mình. Nhớ rõ, sống buồn khổ là sống hại mình. Bất cứ một sự buồn khổ gì ở cõi đời này, người thân hay người xa lạ, nếu quý vị là một con người mà sống buồn khổ là đang sống hại mình. Vừa hại mình mà vừa hại người khác luôn. Người sống buồn khổ là đang hại mình đó. Nó không có một kết quả gì cả. Người ta vừa nhìn quý vị thôi là người ta đã không tiếp nhận quý vị rồi. Không tiếp nhận quý vị rồi đó. Nên hồi tối những đứa có gặp một anh chàng thanh niên, những đứa nói chuyện với ảnh mấy câu. Ảnh nói sao cuộc đời của con đang phước xuống dốc thầy ơi. Thầy thấy con đẹp trai, những đứa nói anh đẹp trai lắm. Đẹp trai gì đó thầy?
mà đi làm công ty nào nó cũng không cho làm đó thầy ơi. Nó đi muốn le lử. Rồi Như Đức hỏi anh, vì sao mà anh bị như vậy? Anh nghe được Phật pháp thời gian, anh coi lại coi anh đã gieo nhân gì. Chúng ta gặp một cái quả báo không tốt, chúng ta hãy kiểm lại cái nhân mình đang sống như thế nào đi. Tại sao mình không kiểm? Thí dụ như con mình hôm nay chửi mình, mình hãy xem lại khi chúng ta sanh nó, chúng ta đã dạy nó như thế nào? Chúng ta có dạy nó đạo đức hay không? Nếu chúng ta sanh mà chúng ta không dạy thì chúng ta phải chịu cái quả báo là nó chửi mình. Tại vì chúng ta chỉ có nuôi mà không dạy. Vậy thì bây giờ cuộc đời của anh, tại sao anh có học, anh đẹp trai, anh đi làm, ở đâu người ta cũng không tiếp nhận anh? Anh phải coi lại cái hành động của anh. Cũng như một cái cây khô mủ thì cây sẽ chết. Một cái lu bể làm sao chứa được nước. Vậy thì anh coi là cái hành động của anh đã làm gì? Thì cái anh này anh nói với Diễn Đức rằng, con phạm tà dâm nặng nề. Từ khi còn trẻ coi phim đen thủ dâm nặng nề. Diễn Đức nói tiêu rồi. Anh nghe Diễn Đức chia sẻ cái buổi mà khuyên người bỏ sự tham dục đi. Bây giờ xin thưa quý vị nghe, trẻ em bây giờ nó đang bị trong một cái tệ nạn thêm này rất nặng nè, thủ dâm, coi phim đen thủ dâm. Rồi thêm cái nữa, quý vị biết con quý vị đi học cầm điện thoại, quý vị biết nó nghe gì không? Nó nói chuyện kích dâm với nhau. Thêm bệnh này nữa, ghê chưa? Có nghĩa là nó nghe những cái câu nói chuyện về dâm dục để nó nghe, nó hưởng thụ cái dục vọng của tâm nó, quý vị. Kinh khủng chưa? Nếu mà nó làm như vậy thì phước nó sạch từ tâm luôn. Rồi bắt đầu là nó thỏa mãn là chính nó phải làm nó luôn. Con trai cũng có, con gái cũng có luôn quý vị. 11, 12 tuổi, 9 tuổi cũng làm luôn. 3 năm sau tức khắc lưng gồm xuống, mặt sạm hết, da nhăn lại, đầu óc tối tăm, đi thì chân cẳng xương kêu lụp cụp chừng 3-4 năm thôi. Thủ dâm 3-4 năm thôi thì bắt đầu chân lụp cụp xương bên trong. Mà bây giờ trẻ em nó đang bị vào trạng thái này nhiều lắm quý vị ơi. Mà có những người người ta nói rằng là thủ dâm nó có lợi ích. Trời ơi, đúng là trong cái thời đại kinh khủng thì chứ mà có học đó quý vị. Mà họ nói những điều như vậy đó. Nó nên á, quý vị biết rằng là cái thứ này nó tổn phước rồi. Khi nó tổn phước rồi, quý vị biết một cái người mà làm gì cái việc đó đó nghe quý vị, người họ từ từ hôi lắm và da mặt nó sạm hết. Nếu mà nó nặng nữa, trạng thái từ từ nó suy hoàn toàn cơ thể, xương bên trong nó lụp cụp như một người già. Mà trong khi trẻ, người cao từ từ nó lùn lại, nó rút lại. Quý vị phải nhớ rằng tinh khí thần là chất quý nhất của con người. Mà nếu nó sử dụng nhiều quá thì tức khắc con người nó mau già. Nên quý vị coi một người phụ nữ hay người đàn ông có vợ có chồng mà không nghe đạo đi, nó rất là mau già. Vì nó gần gũi quá nhiều nên nó mau già. Vì cái đó là nó sức tinh khí thần ra nhiều quá thì nó mau già. Nên tại sao một cái người tu, họ càng tu họ trẻ lại. Hôm qua cái cô kia, cô gặp những đứa, cô nói rằng biết thầy lúc còn trên Đà Lạt, tới bây giờ là 8 năm mới gặp lại thầy, bây giờ trẻ ngày xưa. Những đứa nói đúng rồi, vì nó đỡ tối đa cái chuyện sử dụng về tinh khí thần, nên con người từ từ nó trẻ và trí tuệ nó sáng lên, ít sử dụng lại. Nhớ. Còn ngày xưa sử dụng nhiều, chưa đi tu sử dụng nhiều, nó già chết và nó sân si. Khi tinh khí thần mà nó hao hụt nhiều quá thì tức khắc con người nó thường sân hận, và nó có những ý nghĩ mà gọi là cục bộ lắm quý vị. Làm sao làm ăn được, làm việc lớn. Thì phải nhớ rằng cái chắc đó cũng như là đủ điện vậy đó. Đủ điện thì đèn sáng, còn cái chắc đó mà hút là hết điện. Điện đã hết rồi thì đèn tắt rồi quý vị à. Nên một con người mà khi mà họ kiệt quệ đến cái mức như vậy, tức khắc họ hết phước. Người ta vừa nhìn họ là tự nhiên người ta thấy nó có một sự ác cảm lạ thường. Khi con người mà hao phước, người ta vừa nhìn quý vị thấy có một sự ác cảm lạ thường lắm. Thì cái anh đó hỏi Nhân Đức, thầy nhìn con có ác cảm không? Nhân Đức nói muốn quýnh anh luôn bây giờ ác cảm. Nhìn anh muốn quýnh anh luôn nữa. Trời ơi, ngồi ở trên học tập đạo làm con, nhìn xuống dưới là nhìn thấy anh là thấy ghét nhất. Chuyện tiểu ghê không?
Trời ơi, tại vì sao vậy? Anh hết phước. Anh hết phước thì nhìn thấy ghét. Còn khi anh có phước thì tự nhiên nhìn thấy thương. Quý vị coi bóng đèn sáng, nó sẽ xóa tan bóng tối. Bóng đèn tắt thì bóng tối vô minh sẽ ào ạt đến. Quý vị thích bóng tối hay là thích ánh sáng? Nguyên lý rất dễ hiểu. Anh hỏi bây giờ con phải làm sao? Hay anh hỏi con này đúng rồi đó. Bây giờ con phải làm sao? Những đức nói thì tích tụ lại. Ngưng thì bữa nay học tập. Từng tiếng niệm Phật đều là đoạn ác, từng tiếng niệm Phật đều là tu thiện. Anh hãy phát tâm đoạn ác tu thiện, ngưng những điều ác này lại, thì 3 năm sau đèn này sẽ sáng. Phương pháp rồi đó. Anh có thể chịu kiên nhẫn không? Chịu kiên nhẫn 3 năm không? 3 năm luyện nó đi. Vì sao những đức dám nói con số 3 năm? Vì chính những đức 3 năm. 3 năm vô chùa chân thật nhiệt tình, 3 năm rèn luyện lại, gầy dựng lại hoàn toàn. 3 năm có kết quả quý vị. 3 năm có kết quả. Nên một con người thủ dâm nặng nề, tạo nghiệp tà dâm nặng nề, làm điều sai ác nặng nề, quyết tâm sửa lỗi trong vòng 3 năm có kết quả liền. Quý vị không kêu người tìm kiếm quý vị, cũng có người tìm kiếm quý vị nữa. Bạn bè thiện sẽ tìm mình, bạn bè ác sẽ xa mình. Nên hồi tối những đức nói với cái anh mà tạo nghiệp tà dâm đó, những đức nói anh biết rằng cái tội tà dâm này là loài quỷ hút tinh khí thần, nó đeo đẳng bên cạnh anh á. Nó mỗi ngày nó làm cho anh phải làm điều đó đi, để nó hút tinh khí thần. Từ nơi đó mà anh á, giết rồi tự nhiên con người anh nó sắc diện nó u ám tối tăm, ai nhìn ai anh người ta cũng chạy mắt dép hết chứ. Nó, nên một người phụ nữ mà muốn trẻ đẹp, quý vị biết rằng là giảm tối đa cái chuyện giữa vợ chồng với nhau, thì đó là giữ sức khỏe cho nhau đó. Giữ sức khỏe cho nhau đó quý vị. Nên từ nơi đó mà muốn giữ nhan sắc là từ ngay cái tâm mình mà luyện nó, tức khắc nó tích tụ được phước liền cái gì đó. Đúng không? Pháp môn tịnh độ này hay lắm. Chư tổ sư cũng nói mạnh dạn một câu rằng phương pháp tích tụ năng lượng mau nhất là phương pháp gì? Tổ sư nói nghe phương pháp gì? Phương pháp niệm Phật là tích tụ năng lượng công đức nhanh nhất. Nhanh nhất luôn. Tại vì sao? A là vô, di đà là lượng, Phật là giác. Chúng ta mê hoặc điên đảo thì năng lượng sẽ giảm sút rất nhanh. Dù quý vị chưa đi làm ác, nhưng tâm địa ác quý vị mỗi ngày khởi lên nặng nề như vậy thì nó hao hụt cái năng lượng của quý vị nhiều lắm. Còn nếu như mỗi ngày vì niệm A Di Đà Phật, dùng năng lượng A Di Đà Phật là thiện nhất này để mà nuôi thân tâm mình, cái gì thì năng lượng quý vị tích tụ lại chứ làm sao? Tích tụ chứ làm sao quý vị? Nên tại sao ngày Chủ Nhật đông? Vì quý vị đi đến đây là nó tích tụ năng lượng. Nên có những người nói rằng là một buổi Chủ Nhật này thôi mà người ta cả tuần người ta làm việc ngon lành, mà tới tuần rồi là hết, đi đến đây nạp nữa. Vậy thì những đức nói như vậy thì quý vị phải biết cách để nạp năng lượng đi. Là gì? Là mỗi ngày quý vị bấm số niệm Phật, sáng tối dụng công phu. Như vậy thì quý vị ở đâu cũng tự mình có thể tích tụ năng lượng. Con người khi yếu quá thì phải cần cái bình bự để mà nó truyền điện cho mình. Còn khi mà mình đủ năng lực thì chính mình đủ khả năng sạc cho mình thì ngon lành. Mà phương pháp niệm Phật là phương pháp chỉ người tự mình sạc bình cho mình được. Nên những đức muốn cho mỗi một gia đình đều có thể tự sạc cho gia đình mình được. Bằng cách nào? Niệm Phật. Nhà nào cũng có tượng Phật, nhà nào cũng có phương pháp tu. Những đức đang làm cái lo mà điệu địa chung và lễ Phật đúng một cái lo gọn hay rẻ, một cái lo riêng biệt đúng một điệu hộ niệm riêng biệt không dính cái gì vô hết. Để làm chi? Mỗi một gia đình đều có một cái lo hộ niệm để ở nhà. Bất cứ gia đình mình có hậu sự gì thì tức khắc chúng ta ai gia đình nào cũng hộ niệm cho nhau được hết. Rồi phương pháp tu thì gia đình nào cũng tu được. Đây là cách mà đem pháp môn tịnh độ để vào từng nhà. Nhà mình có một con vật nào chết cũng đem cái lo đó ra hộ niệm. Chờm sớm có người già yếu mình phiên niệm Phật được, đem cái lo đó đến để hộ niệm. Chỉ cần bật lên là 2-3 người hộ niệm được rồi. Dùng cái cách này mới là cái cách đặc sắc.
Còn ban hộ niệm thì được mấy ban? Được mấy ban? Nên chúng ta phải dạy ai cũng hộ niệm được, vậy thì đặc sắc. Ai cũng hộ niệm được mới đặc sắc. Còn có ban hộ niệm thì cũng tốt, nhưng chúng ta luyện làm sao ai cũng có thể hộ niệm được hết, vậy thì mới đặc sắc. Đó, đem tịnh độ làm sao mà giải rộng như vậy đó, nó mới đặc biệt. Mà bây giờ quý vị coi, phải là quý vị đi đến đây, quý vị đã có phương pháp tu không? Nhiều người ở ngồi đây nè, bây giờ hiện tại khắp nơi nơi luôn là phương pháp tu rất chuẩn xác. Những đức tu những đức đã tính kỹ rồi. Nếu như những đức đưa lên tới thời khóa mà 1 tiếng rưỡi quý vị cũng bỏ cuộc nữa, cho quý vị biết, 1 tiếng rưỡi cũng bỏ nữa. Nên những đức đã tính rồi, 1 tiếng 5 phút là được. À, được rồi, tính kỹ lắm á. À, tuy là dốt nát chứ tính thôi, tính sát nút luôn. Nên quý vị nhớ đó, tính như vậy đó cho quý vị tu được á. Chứ không phải đưa phương pháp tùy tiện đâu, không phải đưa lên mà 1 tiếng rưỡi 2 tiếng dài, không có. Dài quý vị không có tu được đâu. Tu giữa chừng bỏ cuộc, tu giữa chừng ngán quá nghỉ chứ không gì chứ nha. Còn cái thời khóa ít như vậy, nhất định quý vị sẽ tu hết 1 thờ. Mà 1 thờ hết nó thèm chiều, còn thích tu nó gì, thấy ít quá mà. Có 1 tiếng tu cái vèo xong thôi, phải không? Nên từ nơi đó quý vị đi đến đây làm sao mà nắm được 1 phương pháp á, nó mới hay. Chứ nghe không mà không nắm phương pháp là thua. Thí dụ như mấy cô đây, có những cô mang nghiệp phá thai đi, cả ngày mấy cô bấm số niệm Phật đi. Mấy cô cứ nhớ ai với Đà Phật đi, mấy cô đừng có bận tâm cái chuyện phá thai đã qua đó. Và mấy cô quỳ trước Phật là mấy cô chấp nhận trả món nợ này. Dù cho đau đớn khổ đau cỡ nào con cũng vui trả nợ này. Cứ thành tâm mà nói như vậy rồi thành tâm niệm Phật đi. Thì đây là gọi là thật sự sám hối đó. Chứ không có trách hờn nghe không? Chứ không có nói à, Phật ơi tại sao con tu rồi, con niệm Phật rồi, con cúng dường rồi, con bố thí rồi, con làm tùm lum điều hết, mà sao con vẫn bệnh hoài. Phật ơi, Phật bộ Phật không thương con sao? Phật không có đúng đâu, tầm bậy quá. Mình đã tạo cái nghiệp nhiều quá, bây giờ đến lúc mà người ta đòi qua báo mình, tại sao mà mình đi hờn trách Phật? Mình phải là chấp nhận, cái này mới là gọi là thật sự sám hối nghe không? Mà khi quý vị chấp nhận rồi, quý vị không có khổ. Nhớ nè, chấp nhận là không có khổ. Giống như lấy một thằng chồng ăn nhậu say sưa quýnh đập mình, mà khi mình chưa chấp nhận thì mình khổ vô cùng khi sống với nó, đúng không? Nhưng khi quý vị chấp nhận rồi, quý vị sẽ không có khổ. Chấp nhận là như thế nào thầy? Trời ơi, nó ăn nhậu bê tha, nó không lo làm ăn mà thầy kêu con chấp nhận là sao? Thì những đức nói tôi kêu cô chấp nhận là như vậy, tại vì cô thiếu nợ nó. Bây giờ cô muốn buông nó, cô buông không có được. Dù biết rằng nó ăn nhậu bê tha, nó không lo làm ăn, nhưng mà cô buông nó không có được. Cô gặp mặt nó thì cô thấy ghét, nhưng mà khi nó đi đâu mất tiêu là cô nhớ nó à. Là cô biết rồi. Cô biết là cô còn thiếu nợ nên cô mới bị cái trạng thái này, đúng không? Cô nói, ờ đúng, sao thầy nói hay trời. Nó đi là tự nhiên sao thấy lo lo cho nó, mà nó về thì gặp mặt nó thấy ghét lắm. Kỳ cùng vậy đó. Muốn bỏ bỏ không được. Nó tại vì mình còn thiếu nợ nó. Mà mình thiếu nợ nó, mà cái cách trả nhanh nhất là bằng cách nào cô biết không? Nói trời, thầy nói liền đi trời. Trả nhanh nhất, được đó. Thì thấy thế gian không? Thế gian nó muốn nhanh nhất không mà quý vị? Cái gì cũng nhanh nhất hết chứ. Cái gì mà sung sướng thì lâu lâu, còn cái gì mà khổ đau thì giết đi thầy. Cho xong cái khổ đi thầy. Còn cái gì mà ăn ngon mà sung sướng á, lâu lâu đi thầy. Trời ơi, đúng là chúng sanh nó kinh khủng như vậy đó quý vị. Thấy không? Lúc mà hưởng thụ thì như thế nào? Còn nó lao theo cái hưởng thụ. Nhưng lúc mà trả nợ của cái hưởng thụ thì mau mau đi, trả cho xong đi. Cách nào? Thấy chưa? Đây gọi là vọng tưởng đó quý vị à. Vọng tưởng đó, thấy không? Nên á, chúng ta chấp nhận trả nợ cho ông chồng này, đó là vui trả món nợ. Trong tâm chúng ta vì có phương hướng nên chúng ta đã chấp nhận trả nợ ông chồng này. Là vì chúng ta thấy cuộc đời con người ai cũng sẽ chết đi, nhưng mình bây giờ biết niệm Phật, có phương hướng về cực lạc rồi, nên mình vui trả món nợ ông chồng này là trả món nợ đời. Khi chúng ta đi là đi về cực lạc. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Thấy không? Chứ không phải kêu quý vị chấp nhận trả nợ ông chồng này rồi bám biếu vào ổng, rồi thương ổng, rồi hẹn đời đời kiếp kiếp gặp lại ổng nữa. Vậy thì không đúng. Nhưng mà những đức nói là trả nợ cho ông chồng này, mà mình có phương hướng mình tu, mình niệm Phật hướng mình là đi về thế giới cực lạc là đúng. Nó có phương hướng rõ ràng, thấy chưa? Nên từ nơi đó pháp môn tịnh độ này hay lắm. Pháp môn tịnh độ này có thể nó giải quyết tất cả vấn đề khổ đau cho nhân sinh luôn. Rồi những đức đọc lời tổ sư mà bao nhiêu vị thông tông thông giáo đều tán thán tịnh độ.
có một đoạn nè, mà bữa đó chúng ta học hai đoạn còn đoạn quý vị. Về nhân duyên quý vị coi. Về nhân duyên là về cái thời Đại Mạt Pháp là nói là về nhân duyên, thấy không? Mà chư Phật chỉ điểm là thời Mạt Pháp niệm Phật thành tựu. Và chư tổ sư hoằng truyền tịnh độ là theo lời của Phật chỉ dạy. Là về nhân duyên của thời Mạt Pháp là tu pháp gì? Thấy không? Về nhân duyên là như vậy. Từ đầu Mạt Pháp trở về sau, căn cơ của quần chúng hầu hết là hạng trung hạ. Muốn thực hiện mục đích lợi sanh trong thời đại này, chư Bồ Tát phải tùy cơ duyên mà chủ trương tịnh độ. Các tông khác đi cũng rất cần chấn hưng, nhưng chỉ thuộc phần thứ yếu, bởi sự lợi ích không được phổ cập từ trước chư tôn túc. Trong các tông khác cũng xét biết điều này, nên tuy vẫn hằng dương bổ môn mà phần nhiều đều quy hướng tịnh độ. Như Chân Yết Liễu thiền sư nói, những vị dưới tông Tào Động đều mặc tu tịnh độ, bởi tịnh độ thấy Phật còn dễ hơn thiền. Đó. Tổ sư muốn nói là về nhân duyên thì dù là quý vị tu ngoài tịnh độ nhưng cũng cần chấn hưng, nhưng phần thứ yếu. Tại vì cái bộ môn của mình nếu mình bỏ phế thì coi không được. Mấy vị nhớ nghe, Đại sư Liên Trì là ngài bỏ luôn á. Đại sư Liên Trì là bỏ luôn á. Ngài là bậc tu thiền mà được truyền tâm án, ngài bỏ luôn. Ngài quy hướng tịnh độ 100% luôn. Nên cái thời đại rất nhiều bậc học giả mà đến mà chấp vấn Đại sư Liên Trì. Tại sao ngài làm như vậy? Trong khi tu thiền ngài nổi bật như vậy là bậc được truyền tâm án. Vậy mà ngài bỏ luôn thiền tông mà truyền tịnh độ là sao? Mà Đại sư Liên Trì ngài trả lời hay lắm. Mà rộng quá như thế không nói hết được. Nó phải nhớ. Còn công đoạn này nói nếu bổn tông của mình phải hoàn truyền, nhưng về thứ yếu thôi. Tại vì nó không có xác thực để lợi chúng sanh trong thời Mạt Pháp. Phải nghe theo lời chư Phật, dù mình tu các pháp khác ngoài tịnh độ nhưng mà cũng là hoàn truyền bổn tông của mình. Nhưng mà phải khuyên người, dạy người niệm Phật là điểm chính, cầu sanh cực lạc, vì đây mới là lợi ích xác thực cho chúng sanh thời Mạt Pháp. Thấy không? Đặc biệt lắm, rất là hay. Về như thờ Cận Đại, Đế Nhàn Pháp Sư ti truyền bá tông Thiên Thai. Đế Nhàn Pháp Sư là một vị mà gọi là được truyền cái phương pháp tông Thiên Thai, như là tổ sư tông Thiên Thai. Tổ sư nghe quý vị, xong vẫn niệm Phật. Tổ sư tông Thiên Thai là ngài Đế Nhàn dạy ông thợ giá nồi niệm Phật đó. Ngài Đế Nhàn Pháp Sư là tổ sư tông Thiên Thai. Xong vẫn niệm Phật, ngài vẫn niệm Phật. Khi sắp viên tịch, ngài đọc lời kệ khuyến tấn đại chúng rằng, nghe bài kệ của ngài Đế Nhàn là tổ sư tông Thiên Thai nè: tôi nhờ niệm Phật tịnh độ hiện tiền, thọ dụng chân thật chúng rắn tinh chiên. Đó. Ngài Đế Nhàn ngài nói tôi nhờ niệm Phật tịnh độ hiện tiền. Tôi nhờ niệm Phật tịnh độ hiện tiền, thọ dụng chân thật. Pháp môn tịnh độ thời Mạt Pháp là thọ dụng chân thật, nên truyền tịnh độ là truyền chính nhất. Còn các tông khác là phụ thôi, không bỏ tông mà là phụ trợ. Còn chánh tông là truyền niệm Phật. Nên nếu quý vị tu các pháp khác mà không dạy người ta niệm Phật thì những công đoạn này quý vị nên xem xét lại. Nên ngài giảng sanh ngày phiên là đại chúng cố gắng tinh chuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc, ngài Đế Nhàn Pháp Sư đó. Còn Ấn Tổ ngài nói một câu nè: những đoạn này quý vị nghe là tín nguyện quý vị phát triển mạnh lắm. Nếu quý vị là người tu tịnh độ mà nghe được những cái công đoạn này là tín nguyện quý vị kiên cố vô cùng, mà tu nó đặc biệt lắm. Nè, Ấn Tổ ngài dạy nè: Ấn Quang Đại Sư ngài dạy trong mấy mươi năm lịch duyệt Bắc Nam, là mấy mươi năm từ khi mà ngài mà từ cái lúc mà khoảng 50 tuổi á, là Ấn Quang Đại Sư ngài đã có quy y cho người. Vì vị cư sĩ này đem cả gia đình lên mà thỉnh ngài để quy y, mà 3-4 lần ngài nhìn nhân duyên ngài thấy người ta chân thật quá ngài mới quy y. Là Ấn Quang Đại Sư là
50 tuổi, hơn 50 tuổi ngài mới quy y. Quy y cho cư sĩ tại gia quý vị. Chứ đừng nói bây giờ mà mình mà đi thu gom Phật tử mà tại gia quy y với mình mệt quá. Hán Quang Đại Sư nè, những đức đọc lịch sử của ngài mà. Thì ngài nói rằng là mấy mươi năm là từ khi mà 50 mấy tuổi là bắt đầu là ngài có đi nhiều. Lúc đó là ngài đạt được khả năng hết đầy đủ. Đi độ sanh nha. Trước thời gian đó ngài chưa nhập thất thì ngài cũng đi nhiều lắm. Và ngài nói rằng là ngài đi Bắc Nam đi nhiều lắm. Thấy không? Đi nhiều. Đi về hàng muôn dặm. Đó nhiều, đi nhiều đấy không? Tôi kinh nghiệm thấy những vị thông minh hiểu suốt tông giáo. Ấn Tổ ngài nói là thông minh hiểu biết tông giáo, thấy nhiều người như vậy. Thấy không? Khinh thường tịnh độ. Thông minh hiểu biết tông giáo mà khinh thường tịnh độ, coi tịnh độ rẻ lắm. Như là tịnh độ dành cho hạng đàn bà, con nít, những kẻ ngu ngốc mà niệm Phật. Xem thường tịnh độ lắm. Khi lâm chung phần nhiều mê loạn, đôi khi có trạng thái kêu la. Thông minh như là hiểu biết tông giáo, thông giáo, nhưng mà lại khi lâm chung thì có trạng thái kêu la, là mê á. Đây là Ấn Tổ nói đó nghe. Còn những người chân thật niệm Phật, dù tín nguyện chưa chí thiết, không có thọ tướng lúc lâm chung, nhưng họ chết đều an ổn cả. Cho nên từ lúc sanh tiền cho đến khi vá vãng, môn niệm Phật đích thực là con thuyền cứu khổ nhân sanh trong thời buổi này vậy. Ấn Tổ dạy đó, nghe rõ ràng chưa? Những người thông minh hiểu biết quá trời nhiều luôn, xem thường tịnh độ. Ấn Tổ nói khi chết thì kêu la, còn thua một người bình thường niệm Phật mà chưa có tín nguyện gì, chỉ có niệm Phật thôi, dù là thọ tướng cũng không đặc biệt gì, nhưng không đến nỗi chết mà kêu la, đáng sợ. Mà chính trong chùa mình thấy rõ ràng, niệm có 2-3 năm thôi là ra đi thấy đặc biệt rồi. Niệm 2-3 năm thôi là đi đặc biệt rồi. Những đức nhìn thấy có nhiều vị không niệm Phật, phần nhiều chết trong bệnh viện không? Tu nhiều năm luôn mà chết bệnh viện, chết trong phòng lạnh, chết trong cái chỗ mà đóng cửa kính lại, có người hầu hạ đồ rồi chết trong đó không? Chứ không có được Phật hầu hạ. Nếu như quý vị mỗi ngày niệm Phật thì Phật sẽ hầu hạ quý vị. Phật hầu hạ là như thế nào? Là khi quý vị gần chết, nhiều người niệm Phật đến sẽ niệm Phật cho quý vị. Gọi là mỗi ngày chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, thì khi cận tử nghiệp chúng ta, Phật sẽ phái người niệm Phật đến để niệm Phật, gọi là hầu hạ chúng ta lúc lâm chung, cho chúng ta nhẹ nhàng bước lên đài sen về cực lạc. Còn quý vị không niệm Phật mà quý vị niệm ta bà ha, thì ta bà ha thì mấy con ma ta bà nó lôi kéo vậy thôi. Dù là tu bao nhiêu chục năm nhưng quý vị không niệm Phật thì quý vị ta bà ha, thì con ma ta bà này bao vây lại, giống như nó thương quý vị lắm. Ma ta bà chúng ta ngồi đây nè, ma hay Phật cũng do ta mà thôi. Một niệm là ma, một niệm là Phật, tùy theo cái niệm của mình thôi. Muốn làm ma là ma, muốn làm Phật là Phật à. Cái này mới tự tại nè. Bây giờ muốn làm ma không? Làm ma. Muốn làm Phật không? Là Phật. Muốn làm ma không? Của cải gồm cho tao, đem của cải cho tao, là ma. Muốn làm Phật không? Muốn. Chia của cải cho bà con nghèo, bà con đang bị lũ lụt, chia ra cho bà con được sống, là Phật. Vậy thôi. Nên chúng ta vô cùng là tự tại. Nên bây giờ quý vị mà biết tu rồi, quý vị mỗi ngày mà ít phiền não, quý vị kiểm nghiệm qua những điểm phiền não và hoan hỷ, thì tức khắc quý vị thấy phiền não và hoan hỷ nó nằm trong tầm tay quý vị luôn, thoải mái luôn, quyết định cho nó luôn. Khi quyết định hết cho phiền não và niềm vui, tất cả những thứ mà phiền não quý vị quyết định luôn, thì tức khắc quý vị không còn sợ nó nữa. Tại vì quý vị thí nghiệm luôn, sân si thử coi, sân si thử coi, thì tự nhiên quý vị thấy sân si không nên, thấy không? Đó. Tại vì sân si nó là ma.
Mà mỗi ngày nếu mình không niệm Phật thì là mình niệm ma nhiều quá. Mà mình niệm ma ta bà thì ma ta bà nó cặn tự nghiệp nó sẽ đến, nó thương mình lắm. Ma ta bà nó cũng thương mình, tại vì mình mỗi ngày thương nó. Mình thương con ma ta bà, thí dụ tí mình là niệm Phật, mình là cha mẹ mình biết niệm Phật, nhưng mà mình mỗi ngày mình niệm Phật nhưng thật sự mình đặt con vào cái tâm mình. Nghĩa là tuy niệm Phật nhưng mà con, niệm Phật mà chồng, niệm Phật mà vợ, niệm Phật mà của, niệm ra cái thứ này không? Tuy chúng ta niệm Phật mà tâm chúng ta đặt vào chỗ đó, vậy là chúng ta niệm ra ma. Tuy cái miệng niệm Phật mà cái tâm nó không niệm ra Phật, từ nơi đó mà nó cái tâm nó niệm ra ma. Mà cái giảng sanh không phải cái miệng và cái thân này giảng sanh, mà là tâm giảng sanh. Mà chúng ta chưa phát tâm, nên chúng ta tuy mỗi ngày niệm Phật, nhưng chúng ta mỗi ngày dính mắc con ma ở cõi ta bà. Tuy niệm Phật ở trong chùa, vô chùa tu có một buổi chủ nhật, vậy mà để điện thoại reo để coi người nhà có báo tin gì hay không. Hoặc là tu xong vừa bước ra chánh điện, cầm điện thoại bấm điện: bà ơi, nhỏ gì chưa? Đó, thấy chưa? Có nghĩa là Phật được có một chút xíu là chạy ra ngoài là chạm cùng với con ma. Mà con ma nó đã chạm mấy chục năm cùng với ma, ma ta bà ha. Từ nơi đó chúng ta dính vào con ma đó, thì cuối cuộc đời chúng ta bồi dưỡng cho con ma, thì con ma sẽ tìm đến chúng ta. Phải không? Rõ ràng. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng ma ta bà ghê lắm. Nó kinh khủng lắm quý vị ơi. Quý vị biết rằng khi quý vị chưa cho tiền nó hết, nó lỡ nó: mẹ ơi, ba ơi, con như vậy, cho con đi, nó ngọt lắm. Hoặc nó cầm quạt làm nè, quạt. Có khi nó lỡ gặn vì nó nựng mẹ, nựng ba, nó dựa vô người, nó làm cho quý vị trời thương yêu, nó kinh khủng lắm. Xong cái bắt đầu là của cải quý vị mới sức ra hết nghe. Vì khi cho nó sạch xong, bắt đầu là con ma nó vắng bóng là nó làm cho quý vị khổ thêm cái cô đơn. Tại vì nó cho quý vị tình thương, rồi quý vị mới đưa nó lại tiền bạc. Khi quý vị hết tiền bạc thì nó vắng bóng thì quý vị bị cô đơn. Là quý vị đã bị như là bị mắc nó rồi, quý vị buồn. Đó, nó chiêm tình cảm xong quý vị khổ vì cô đơn nghe không? Khổ vì cô đơn xong nó không tìm đến để thăm lơm gì hết. Rồi đến lúc nào nó tìm đến, nó vuốt cái đoạn cuối cùng là khi quý vị gần chết nó tìm đến. Tại vì quý vị mỗi ngày nằm đó ngồi đó nhớ đến con ma thế gian. Cuối cùng thì cặn tử nghiệp là cái quyết định của cuộc đời quý vị là nó tìm đến. Cuối cuộc đời là tức khắc nó quy tụ ma nó quy tụ về liền. Nó đến nó là: mẹ ba, ba mẹ ơi, đừng có bỏ con nghe. Ma đó. Ha, ma đến rồi đó. Khóc lóc nè, nó làm đủ cách, nó nắm tay nắm chân, nó kéo, nó cắm, nó kéo quần quý vị, nó nắm cổ quý vị. Có không? Có cha mẹ chết mà có nhiều đứa con nó lỡ nó khóc, nắm tay nắm chân không? Ma đó. Nó lỡ nó nắm, nó kéo, nó làm cho quý vị đau đớn. Tại vì Phật nói là lúc gần chết như con rùa bị lột mai. Vậy mà đứa con này nó lỡ nó làm cái gì quý vị? Nó nắm tay nắm chân, nó xe cổ xe đầu quý vị, nó khóc lóc, nó lấy đầu nó vụi vô mặt quý vị, rồi nó làm đủ cách hết trơn. Nó la lối, có những đứa mà nó vừa chưa đi vô tới nhà mà tới cổng nhà thôi, mà trong khi lâu lắm nó chưa về thăm cha mẹ gì. Vậy mà nó nghe tin ông bà chết rồi, bắt đầu là nó vừa tới cửa nhà, chưa vô nhà nghe, mà nó lết từ bên ngoài, nó lết như ma lết đi. Nó lết, trời ơi, nó lết, nó kêu: ba ơi, trời ơi, ba bỏ con, ba ơi, ba. Nó kêu sùm đó, mà đó. Nó nói thì như vậy đó, nếu quý vị mà hiểu thì quý vị sẽ biết à, con ma này nó ghê gớm lắm. Trời ơi, nó dùng mọi thủ đoạn. Nó lúc đó quý vị biết à, nó bóp tay bóp chân, nó gịch quý vị. Lúc đó quý vị nói, trong tâm quý vị biết, quý vị nói: mày, mày tao, mày làm tao đau quá, mày buông tao ra, tao săn hẳn lên. Vừa săn hẳn lên một cái là mình chết một phát là đẩy thẳng xuống địa ngục luôn. Ma nó đẩy mình thẳng xuống dưới địa ngục luôn. Ghê chưa? Thấy con ma ghê chưa? Mà con ma đó là ma gì? Là ma con á. Ma con bên cạnh á. Cho quý vị biết, nó đùa. Quý vị vượt qua con ma con đó đó, quý vị tu được. Con ma chồng, ma vợ á, bên cạnh á. Người ta là giúp, nhưng mà con ma bên cạnh đó nó lại hại mình đó. Nó hại mình đó, mỗi ngày á, nó bồi dưỡng tình cảm.
rồi nó đẩy thẳng đi xuống tam đồ ác đạo luôn đó quý vị. Nên Phật mới xa gia đình tu. Chứ bây giờ thấy Tự Tát Đạt Đa tại sao ngày không thị hiện kêu vua Tịnh Phạn cắt cho một cái tịnh xá gần hoàng cung để tu đi, mà tại sao Thái Tử đi xa, Thái Tử tu, Thái Tử muốn thị hiện là đi tu phải xa gia đình, vì cái tình cảm gia đình khó ai vượt qua. Còn bây giờ mình là có vợ có chồng rồi, tôi nói như vậy là tôi nói cái người đi tu, chứ không phải kêu mấy ông mấy bà bỏ gia đình đi tu, nghe chưa. Trời ơi, chúng sanh bây giờ phải nói cho rõ ràng đó. Bây giờ mình có vợ có chồng là mình lo cái trách nhiệm của mình cho tốt, rồi nghe đạo hiểu đi, rồi trong hoàn cảnh nào tu trong hoàn cảnh nấy, đừng có khổ tâm gì hết, vậy là tu rồi. Còn người ta là người ta đủ duyên đi xuất gia, người ta phải xa gia đình. Chứ không thôi bây giờ mình xuất cái ngôi chùa kế nhà xuất gia, còn người thân cứ đi chùa hoài, đến chùa hoài sao mình tu đây. Rồi họ đi đến chùa rồi mình kể lễ cái chuyện trong chùa mình khổ sao sao, rồi họ nóng mũi lên họ chửi mấy ông thầy mình mất công nữa. Có chuyện đó nữa mà. Nên từ nơi đó mới xa gia đình, mình có khổ gì cũng một mình chịu, gia đình không biết, từ đó mình mới tu được quý vị. Đó, nên nếu đi tu mà tự nhiên hai ba người bạn đi tu chung thế nào cũng rớt hết trơn à. Vì sao? Khi mình vô cái chỗ tu á, lỡ mình bị ăn hiếp nè, lỡ mình bị kêu làm nè, làm là luyện công phu, bị ăn hiếp là rèn luyện chữ nhẫn, hiểu không? Mà bây giờ mình bị ăn hiếp, mình làm cực, thì bạn của mình nó nóng mũi lên, nó nói tại sao mày ăn hiếp bạn tao mày? Hiếp bạn tao mày? Cái đầu nó ra mặt thì nó đụng độ thì mình tức nóng mũi lên mình cũng chơi luôn. Cuối cùng thì ba tên đi về đời hết luôn. Nên đi tu là đi một mình, nếu ba người phát tâm thì mỗi người một hướng. Phát nguyện rồi mỗi người một hướng đi đi. Tùy duyên của mỗi chỗ, phát tâm kiên cố mà tu, đừng có ở một chỗ mà ba bốn người bạn đi tu chung. Nó rất là khó tu quý vị à. Thà một mình đơn thân độc mã, bị cái gì cũng một mình chịu, chịu đựng được hết. 4-5 năm sau gầy dựng được mình rồi gặp lại không sao. Tại vì mình đủ bản lãnh rồi quý vị, thì được. Nó phải nhớ đó. Nên những đức đi tu đi mình, nó có hai bạn muốn đi tu chung nữa thôi, mỗi thằng một con đường, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Không, những đức vô trong chùa, những đức tu cực cỡ nào những đức cũng tu được, tại vì sao? Chịu đựng được. Còn mình dẫn theo cuối cùng rớt hết trơn sao? 5 năm sau hai thằng kia đi về đời cưới vợ, còn những đức thì hiện tại vẫn còn. Tôi nói còn chứ tôi chưa có biết. Hiện tại tôi còn còn, nhưng đoạn đường còn dài, từ từ tính sao, thấy không? Chứ tôi không nói hay ho gì hết trơn, thấy không? Nên cứ là đi một ngày tính một ngày thôi, đi ngày nay tính ngày nay cho tốt thôi, còn ngày mai tính sao, thấy không? Bữa nay còn ở đây, ngày mai không thấy ở đây là biết rồi. Chứ không ai nói hay ho gì cõi đời, đúng không? Nhưng mà chúng ta tin chắc rằng Phật Pháp là tốt. Phật Pháp là đặc biệt là tốt. Nó ăn tổ ngày nhắc nhở những đoạn văn này tuyệt. Nghe tịnh độ mà nghe như vậy mới tuyệt vời. Nó khởi tính tâm. Quý vị nhớ, chúng ta là phàm phu nên lấy cái tâm mình ký gỡ vào cái chí của Phật để mà tu, để quý vị thành công. Phát lên tín nguyện là ngay chỗ nào? Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc đại chí. Ngài đã nói rằng tịnh độ thù thắng, thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Chúng ta không đủ bản lãnh để nhận thức được tịnh độ. Tịnh độ này rộng lắm. Xin thưa với quý vị, những đức đã đọc qua sách tịnh độ cũng tương đối, những đức thấy tịnh độ không đơn giản chút nào. Toàn là những người tu tịnh độ là những bậc thông tông thông giáo không, những bậc không tầm thường chút nào hết. Bởi vì lúc trước mình đọc trong kinh Phật dạy là tịnh độ muôn kinh vạn luận tán thán. Mình nói ủa, tịnh độ đơn giản thôi mà. Càng chi tìm ra thì mới thấy không đơn giản chút nào. Nên cái người tu tịnh độ mà cả đời mà kiên cố tâm không đơn giản đâu quý vị ơi. Không đơn giản đâu. Nó rất sạch hết, nó không có còn được mấy người hết trơn. Nếu mà nó đậu tu tịnh độ này hết vậy là nó giải sanh hết trơn rồi. Đại sư Thiện Đạo ngày nói chỉ cần người này tín nguyện cả đời không thay đổi niệm câu Phật hiệu thì 10 người thành tựu, 100 người thành tựu, 1000 người thành tựu hết. Nhưng cái người mà tạp tu thì vạn người khó tìm ra 2-3 người. Tạp tu vạn người khó tìm ra 2-3 người. Vì sao tạp tu mà vạn người khó tìm 2-3 người? Mà 2-3 người thành tựu tạp tu đó là như thế nào?
tạp tu nhưng thông hoàn toàn, đạt tiêu chuẩn hết luôn thì thành tựu dễ không? Tạp tu mà thành tựu hết tất cả các pháp tạp tu luôn, thông hết luôn. Nếu tạp tu cũng phải quy tâm về hồi hướng tịnh độ. Còn nếu mà tạp tu mà thành tựu thì phải minh tâm kiến tánh, kiến tánh nó thành Phật. Việc này là việc vô cùng khó, khó hơn lên trời nữa. Nên các pháp khác là chúng ta không dám suy nghĩ đến luôn nữa. Chứ đừng có nói mà tu cho quý vị biết. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói quý vị tu thì cứ tu đi, đời này không mong mỏi. Còn niệm Phật thì có mong mỏi. Nếu quý vị tín nguyện niệm cả đời không thay đổi, nghiệp gì cũng tiêu. Quý vị nhớ câu này: niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Phương pháp nào là phương pháp thù thắng nhất để tích công lĩ đức? Niệm Phật. Tích công lĩ đức lớn nhất là niệm Phật, tán thán Phật A Di Đà. Vì sao? Vì mười phương chư Phật tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Bạn là phàm phu, đem cái miệng phàm phu này để tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Dù bạn chưa làm được như mười phương chư Phật, nhưng bạn tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà, như vậy thì mười phương chư Phật sẽ quay lại tán thán bạn, tán thán bạn. Bạn là phàm phu mà bạn biết dùng cái trí của bạn để đắp vào cái trí của Phật. Ôi, cách này đặc biệt quá, tại sao không suy nghĩ cái cách này? Tại sao bạn lại móc óc bạn ra để bạn suy nghĩ chứ, cho nó mệt. Bạn chỉ cần hiểu được một chút thôi, bạn chỉ đem tâm tư bạn đắp vào tâm tư của Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài là giáo chủ cõi Ta Bà, mà ngài khuyên mình niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Mình chỉ cần lấy cái tâm đó của ngài dạy làm tâm tu của mình, như vậy thì cả đời đã không thay đổi rồi. Còn nếu như bạn muốn đi tìm hiểu, như vậy thì bạn không đủ bản lãnh tìm hiểu, mà cuối cùng thành tạp tu. Mà tạp tu bạn rất dễ bỏ cuộc. Nên tất cả những người muốn tu tịnh độ mà giữ được cái tâm tu cả đời không thay đổi, quý vị phải nhớ, quý vị phải tin Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải tin cái người dẫn quý vị đi tu đâu. Nhớ đó, phải đủ trí tuệ. Rất là nhiều phái đoàn quý vị đi tu giết rồi, có khi quý vị lao theo những cái cảnh khác đó, nó đẩy quý vị đi vào những cái cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, đi giết rồi bức quý vị sạch nó luôn. Quý vị phải coi cái người dẫn đầu. Chúng ta lấy ai làm dẫn đầu chuẩn nhất? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tại vì chúng ta mỗi ngày niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nên những đức mới nói rằng chúng ta lấy cái tâm mà chỉ niệm Phật làm cái tâm của mình, vậy thì cả đời quý vị sẽ không bỏ môn tịnh độ đâu quý vị à. Không bao giờ bỏ, mà quý vị sẽ luyện được công phu tu tập bất cứ ở nơi nào mình tu được luôn. Quý vị không bị dẫn dắt đi. Còn nếu không thì quý vị sẽ bị dẫn dắt sai đường. Nên á, phương pháp những đức ở đây chỉ quý vị là gì? Là quý vị ở nhà tu được đó. Cứ rèn luyện đi, những đức cũng y rèn quý vị luôn, không khác một chút nào hết. Sáng tối sẽ không bao giờ bỏ thời công phu. Phật tử về đây cộng tu, quý vị để ý những đức đi, sáng tối không bao giờ bỏ. Buổi sáng sẽ tu ở đây một thờ, buổi chiều tu bên kia một thờ, hai thờ không bỏ. Cả ngày làm gì? Bấm số niệm Phật. Bấm số niệm Phật quý vị đó. Tất cả những việc khác những đức làm đều là trợ duyên hết. Những đức lấy niệm Phật làm chánh hạnh để mà tu, làm chính luôn. Tất cả việc khác những đức có thể buông được hết, nhưng niệm Phật là những đức chấp trì suốt luôn. Nó cả đời giữ cái tâm như vậy đó. Đây là những đức nhắc mình cả đời, và chúng ta nhắc nhau là cả đời phải tu như vậy đó. Thì những đức ở đây tu sao, quý vị ở nhà tu y rang như vậy luôn. Những đức cả ngày cũng bao nhiêu công việc luôn. Buổi sáng tu, tu xong nói chuyện nửa tiếng, nói chuyện nửa tiếng xong đi ăn cơm, ăn cơm xong đi đổ rác, chạy xe đi đổ rác, đi đổ rác xong về tắm, giặt đồ, giặt đồ xong bây giờ thì đi học lái xe, đi học lái xe một chút nó rồi xong bắt đầu là về chuẩn bị ăn cơm, ăn cơm xong chiều nói chuyện nửa tiếng, nói chuyện nửa tiếng xong bắt đầu là đi qua bên Đại Tùng Lâm ngồi niệm Phật chút, đi ăn cơm, ăn cơm xong về tắm, tắm xong giặt đồ, giặt đồ xong rồi chuẩn bị đi tu, đi tu xong về ngủ xong. Cái ngày vậy thôi chứ làm gì đâu, quanh năm luôn, một năm như một ngày luôn, y rang luôn, không có ngày nào ế hết. Niệm Phật sao ế? Niệm Phật sao ế hả quý vị? Ai mà giật được câu Phật hiệu mà ế, bị buôn bán mà thấy ế cho niệm Phật đố mà ế.
Niệm Phật lúc nào cũng đắc, chứ quý vị nhớ càng nhiều thì càng đắc, quý vị nhớ ít thì ế một chút, thấy không? Niệm Phật là quý vị muốn ế muốn đắc là quý vị tự quý vị à, muốn ế ế muốn đắc đắc à. Còn quý vị buôn bán quý vị không quyết định được đâu, bữa nay thì có khách nhiều, mai có khách ít đúng không? Nhưng niệm Phật đố mà cái quý vị mà bị ngoài cảnh buộc ràng này. Niệm Phật là do mình quyết định muốn đắc thì A-di-đà-phật, 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 thì nó đắc thôi, nó đắc gì, nó đắc đạo luôn. Còn nếu muốn ế ế thì buông ra, nghỉ. Miệng ta bà ha, chị lúc này sao buôn bán, sao làm ăn sao chị? Lúc này gia đình chồng con thì sao chị? Em thấy chị lúc này đẹp rồi đó nghe. Trang điểm ở đâu vậy chị? Làm tóc ở đâu vậy chị? Nó thì bỏ cái bằng hiểu thôi. Ta bà ha mà đúng không? Chị định đi đâu chơi, năm nay mùa hè định đưa gia đình đi đâu chơi vậy chị? À, xe cộ làm sao cho em đi với coi. Hoặc là à, tuần này chị em đi uống cà phê được không chị? Cầm điện thoại mắm mắm. Rồi người ta bà ha nghĩ ế rồi, muốn ế rồi, bây giờ muốn đắc lại, đắc thì cầm lên ai vậy đạo Phật, 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 thì đời này đắc đạo, thấy không? Còn muốn ế ế thì nghĩ niệm vậy thôi, muốn niệm hay muốn nghĩ kể vậy, thấy không? Ai muốn niệm thì đắc, ai nghĩ niệm thì ế. Nhưng quý vị nhớ nha, nếu quý vị mà siêng niệm Phật á, vị đi đâu chơi thì cũng vui hơn cái người bình thường, nó đặc biệt lắm. Khi quý vị mà niệm Phật an lạc rồi, ví dụ quý vị có đi du lịch chơi ở đâu quý vị cũng an lạc, đi du lịch ở đâu chơi quý vị cũng hơn cái người bình thường đi du lịch, thế chứ 100% luôn. Cái góc độ của người niệm Phật á, khi họ đi đến đâu cái góc độ họ sâu lắm. Ghé là một đồi núi hay một cái hoàn cảnh nào đẹp, cái góc độ họ vẫn sâu hơn là cái người không niệm Phật. Họ đi vào một cái chợ, cái sức tư duy của người niệm Phật nó cao hơn cái người không niệm Phật. Cái người niệm Phật là đặc biệt vậy đó, vì đi đến đâu quý vị cũng vui hơn cái người không niệm Phật đó chứ đừng có nói cái người niệm Phật mà đi chơi không vui tầm bậy. Cái người niệm Phật mà ở chỗ đó niệm thì vui mà đi chơi không vui vậy cái người này thua rồi. Cái người niệm Phật là đi chơi cũng vui mà ở nhà cũng vui, đi chợ cũng vui mà không đi chợ cũng vui, mua sắm cũng vui mà không mua sắm cũng vui, trang điểm cũng vui mà không trang điểm cũng vui, có nghĩa là như thế nào cũng vui, thì đây mới gọi là pháp vị niệm Phật đó. Làm gì có sự trở ngại, nếu nó có sự trở ngại là do tại quý vị thôi. Nói quý vị thử đi, nếu có cảm giác này chút quý vị thử sẽ biết liền, không nói chứ. Tại vì cái tâm nó vui thì sao nó cũng vui chứ, thì hiện giống người ta chơi vậy thôi. Chứ thật sự thì nó không có cái gì mình đặt vấn đề nặng nề chứ. Đó, cái đó là cái niệm Phật đó quý vị. Nên những đức mới nói rằng cái công đức niệm Phật này đặc biệt mà, tuyệt vời lắm. Trời ơi, cả ngày mà cứ là nói ai với đà Phật hoài mà không nhàm. Có ông thầy đóng đến ông gặp như đức, ông hỏi thầy đức cái gì, ông nói hoài coi Phật niệm đến cùng nói hoài trời. Tôi nói gì được không? Trời, tôi nói kệ tôi chứ, tôi có quyền nói câu ai Phật niệm đến cùng, người ta có quyền nghe hay không nghe, còn thầy có quyền nghe hay không nghe kệ thầy chứ, tôi nói được không? Nói đi. Làm gì được nhau đúng không? Tôi nói câu ai Phật kệ tôi không có nói nhà ông mà được rồi. Thấy thấy chưa, nó cứ nói câu Phật hiệu nói hoài vậy đó, cứ là quanh năm vậy là phải không? Phải quanh năm không? Bữa nay một câu ai Phật niệm đến cùng, bữa nay hình như là nó gần 300 tập nữa rồi đó. Quý vị nói giảng mà 300 tập, quý vị nói đùa hả? Quý vị coi á, có ai giảng cái kiểu mà 300 tập không quý vị? Chứ những đức thấy có bà tự tin không à. Ít có ai mà giảng cái kiểu mà 300 tập á. Nhưng mà chúng ta làm được 300 tập một lần rồi đó. Bây giờ năm nay tiếp tục 300 tập nữa nè. Thấy chưa? Nó là thấy 2 lần 300 tập là 600 tập rồi, thấy chưa? Vậy mà nó không ngán chút nào hết trơn á. Không ngán, còn quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, bữa nay cũng 200, gần 250 tập rồi. Cứ làm hoài vậy đó, nó tới gì đâu mà nói này kia mà nói ai với đạo Phật không à. Cái đề này đề kia mà cuối cùng ai với đạo Phật không à, ngộ ghê không vậy mà nói được hoài, nó kệ tôi được không? Vậy mà tôi khỏe, tôi không có so đo tính toán, tôi không có suy nghĩ gì cho nó mệt cái đầu óc. Tôi viết cái đề vậy đó, tôi giảng sao kệ tôi, cài cấm từ đâu, cái này cái quyền của tôi quyết định. Tôi thấy cái đề nghe ghê gớm lắm, lên nói ai với đạo Phật không à. Tôi nghe cái đề ngon lành tôi bấm vô nghe chút cũng ai với đạo Phật nữa. Chứ vậy ông muốn nghe cái gì? Tôi tịnh độ thì niệm Phật chứ ông nghe cái gì trời.
tại vì chúng sanh nó vậy nên tôi làm cái đề nó lạ lạ một chút nhé. Chứ thằng thật sự thì khỏi cái đề gì tôi lên tôi nói chuyện thì cũng được, có gì đâu. Nhưng mà tôi biết cái đề đại vậy thôi, tôi giảng cái gì kể thôi. Khai vượt ràng đi được rồi đúng không? Tự tại, thấy chưa? Vô cùng là tự tại. Pháp môn tịnh độ mới là tự tại, vậy thấy chưa? Nó é rê, thấy không? Công nhận không? Nên nó động sao cũng là ai với Đà Phật, nói sao cũng ai với Đà Phật hết trơn á. Dẫn dắt sao cũng ai với Đà Phật á. Cái bà bụng bầu đến chùa hỏi nữa, nó niệm Phật đi bà đẻ dễ. Trời trời. Đẻ mà cũng kêu niệm Phật là đẻ dễ. Gì đó mà bà niệm Phật đi bà đẻ dễ đó. Bà biết sao mà bà đẻ khó không? Tại bà đau, bà sân si quá. Nên nó không chịu chui ra. Phải chi mà bà niệm Phật cái tâm bà mát mẻ vui vẻ thì bà chưa gặn nó cũng ẹt chạy ra. Trời ơi, bà không biết cái gì hết trơn. Cái người niệm Phật cái tâm nó mát mẻ, nó vui vẻ thì cái gì nó cũng dễ. Còn cái người mà nó sân si, nó khó chịu khi đau đẻ, sân hận, bực bội, gặn mà la lối, bực dọc, có chiếu thì xé chiếu, có mền thì xé mền, gặp chồng thì cắn chồng, vậy thì bà sanh khó rồi, đúng không? Còn cái này bà niệm Phật thì bà từ tốn thôi. Bà cứ là A-di-đà, A-di-đà. Bà niệm chú rồi, bà nhiếp tâm rồi, trời ơi, bà đẻ hù nào không hay luôn. Bà mụ bà nói, cô ơi, đẻ 10 phút rồi. Ở đó cưng, A-di-đà Phật hoài. Ôi ơi, nó mà nhiếp tâm rồi, nghe lúc đẻ mà nó nhiếp tâm rồi, quý vị biết nó niệm Phật mà nó đẻ không hay luôn. Tại vì sao? Nè, A-di-đà, A-di-đà. Gặn chứ gì, gặn là gì, A-di-đà Phật, đúng không? Còn mấy bà, nó mấy bà làm cái này đứa con đẻ cái mặt méo sộm mà. Gặn cái đó nó ra nó méo sộm chứ sao, thấy không? Gặn mà mấy bà bẻ mình quá thì đứa con trong nó bị dẹp, bẻ mình nó đè, nó đè kẹt lại thì nó gám được đấy. Mẹ ơi, mẹ bẻ mình quá con gám được, thấy chưa? Nên mấy bà kinh nghiệm nghe, gặp mà mấy bà nằm im gu gì, bà mụ có làm gì làm đi, mấy bà cứ gì thôi, mấy bà A-di-đà. Giống hình là Cận Tử Nghiệp gần chết vậy đó. Cận Tử Nghiệp cũng y rang gì luôn nè quý vị. A-di-đà. Đó, khi đau đẻ cũng y rang, đau đẻ gần chết mà. Phật nói thập tử nhất sanh mà. Là người đẻ là gần chết mà, 10 phần chết mà. Nên gọi là đau đẻ là gần chết. Vậy thì quý vị Cận Tử Nghiệp, quý vị coi cái người gần chết làm sao? Nào mà nếu họ niệm Phật được thì thấy không ha. Vậy thì quý vị đau đẻ cũng gần chết đúng không? Trời ơi, mấy cái bà có bầu nghe cái này cho mấy bà nói công nhận ông thầy đây dạy đẻ số 1. Quá đặc biệt. Bởi vì nên đức đó bóng không tịnh độ là nó áp dụng trong tất cả hoàn cảnh luôn. Còn người đi cuốc đắc, niệm Phật được không? Cuốc một phát, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Chứ sao? Cuốc đắc phải gì không? Lúc trước cuốc đắc đó, nó sân si. Cuốc đắc mà nó sân si, trời ơi trời. Đúng là giảm có một tình độ nó lạ kỳ. Giảm một chút một họng nước miếng. Nó không khô cuốn họng mà nó một họng nước miếng luôn, cho quý vị biết nó lạ như vậy đó. Chứ đúng là người ta nói chuyện không uống nước thì người ta chịu không nổi đâu. Vậy mà nhà đứa nói chuyện nước miếng nó đổ ra như là nước luôn vậy đó, cho quý vị biết đó. Nuốt không kịp. Nó ngộ vậy, nó không khô cuốn họng, thấy chưa? Nói vậy đó, cái phong độ đặc biệt chưa? Hồi xưa mà chưa biết niệm Phật cuốc đắc á. Vợ nè, trời ơi. Con nè. Làm mệt quá nó sân si, phải không? Bây giờ biết niệm Phật rồi thì cứu đắc làm sao? A Di Đà Phật. A Di. Rồi bị làm cỏ, ngày xưa làm cỏ thì có khi trộ giật cỏ. Giật cỏ cầm chét nha. Còn bây giờ thì sao? Nhổ cỏ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, cầm chét nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di. Thấy chưa? Mấy bà thấy chưa? Thì nó qua một cái vèo thời gian tới giờ đi về mau cấp kỳ. Còn lúc trước nghe sân si đào đất, sân si nhổ cỏ, sân si mằng cỏ nghe, sân si trồng bắp đồ, sân si xả lúa nghe. Trời ơi sao mấy giờ rồi? Trời ơi. Không, là nó lâu mà nó mệt lắm. Còn bây giờ thì sao? Cứ kệ mày, thời gian mà nó tự đến thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tới giờ cấp kỳ. Thôi quý vị thấy câu bằng hiệu hay chưa? Áp dụng trong tất cả hoàn cảnh luôn. Còn rửa chén thì sao? Còn lúc trước thì sao? Nó sân si á, ăn xong để cho tao rửa không à, ngồi nó nói chuyện xạo sự. Trời ơi mày vô mày rửa đi chồng, rửa nào tao đập chén bây giờ. Thấy không? Còn bây giờ thì sao? Rửa chén niệm Phật. Mà khi niệm Phật rửa chén nó nhẹ nhàng lắm nha. Mà khi quý vị rửa chén mà nhẹ nhàng là rửa chén sạch lắm. Tại vì nhẹ nhàng nó điều tay. Còn khi mà sốc hước thì rửa nó không điều tay, nên cái chỗ còn dầu chỗ sạch. Nên khi quý vị rửa chén mà niệm Phật nó dịu tâm, mà dịu tâm là nó sạch chén lắm quý vị biết không? Để cái bùi nhùi vô cái chén quay nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy không? Chén sạch bóng. Nói bị coi tịnh độ rõ ràng không? Nó tịnh độ là phải gần gũi như vậy đó mới giảng được đó. Thấy thì nó đơn giản vậy đó. Nhưng mà nói kiểu này nó không dễ đâu quý vị à. Đó. Nên đó là cái mà chỉ người ta trong tất cả những cái công việc làm để mà niệm Phật được đó. Phải rõ ràng là Phật Pháp là áp dụng trong cuộc sống quý vị. Nếu đem cái tâm nhẹ nhàng này mà áp dụng trong cuộc sống thì ai không thương quý vị? Ai không thương quý vị? Quý vị nhớ nè, lúc chúng ta bực bội bận quần mà sọt vô ống quần còn bị dắt té đó, có không? Trời ơi, chính những đức đã từng dắt té khi sọt quần nè. Có một lần mà sân si quá sọt vô ống quần mà gách đáy quần luôn. Tại vì nhanh lẹ, muốn làm cái gì nhanh lẹ nên sọt vô một cái ngón chân mình nó chọt vô cái đáy quần, tét. Nói cái gì thấy chưa? Nên con người mà tâm nó không dịu thì làm việc gì cũng hư hết chứ. Đến nỗi mà bận quân mà cũng hư nữa. Còn mấy bà thì nhiều đồ nữa, mấy bà mà bực bội thì mấy bà gài hoài gài không được hết. Coi đi, nó có khi mà dối ở phía sau cứ gài hoài, bà mẹ cái nút này sao gài hoài gài không được. Nó sân si là như vậy. Còn nếu mà mình dịu tâm nghe, nó sẽ canh ngay điểm của nó liền, móc nhẹ cái dính liền. Cái tâm nó dịu là cái gì nó làm cũng mau, nhưng tuy thấy nó chậm mà nó mau. Nhưng cái tâm mà nhanh rồi nó móc hoài mà vuốt hoài, mẹ nó bên hay sao móc hoài móc cũng được. Nó kỳ cục như vậy đó. Còn khi mà phơ đồ rồi mà nó dịu tâm, mới bị phơ đồ ngay ngắn lắm. Còn khi phơ đồ mà gấp gáp sân si rồi nghe phơ đồ nó nhăn nheo quá chân gì đó. Tại vì sao? Vì để đồ ướt thí đại mà phơ. Còn khi nó dịu tâm rồi vũ một cái cầm ống quần để cho nó tung ống quần ra rồi nó toảng xuống dễ hơn. Còn cái này mà gặp mà tranh thủ rồi đồ nó không vũ không gì, nó phơ lên nó để cục 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 tùm lum, vừa đồ lâu khô mà khi nó khô xong nó nhăn nheo thấy ghê như nụ lao vậy đó. Tại quý vị biết cái tâm người này sao phơ đồ ra vậy liền nó. Còn quý vị coi cái người mà niệm Phật mà tâm dịu rồi, đồ của họ đồ dơ họ dắt lên, quý vị cũng biết tâm họ dịu nữa. Chính mình đã kiểm lúc mình chưa tu nè. Lúc chưa tu nghe vị đồ cởi ra một cái là quần ống bên đông, quần ống bên tây. Khi liện vô cái thao đồ dơ nghe, liện một phát hai cái chân dính bên ngoài. Hai cái chân là gì? Hai cái ống á. Hai ống quần dính bên ngoài. Cái mình thì bên trong thao mà cái quần thì mép bên ngoài. Là biết cái người này tâm thô, biết không? Còn khi cái người tâm dịu rồi đồ dơ họ để xuống, họ để cũng nhẹ nhàng. Họ để, họ dắt lên cũng nhẹ nhàng. Vì sao? Vì tâm họ dịu thì trí họ sáng, bất cứ việc gì họ làm nó cũng dịu hết. Nếu quý vị mà tất cả công việc mà đều dịu tâm như vậy thì đoạn ác tu thiện này là chắc chắn quá thù thắng rồi quý vị. Không, quá tuyệt vời. À, nên chúng ta nói chuyện tiếng rưỡi rồi đó. Nghỉ. Không. Vậy đâu, cỡ nào đi chăng nữa cũng tiếng rưỡi ngon lành. Không, lên không biết nói gì mà tiếng rưỡi không ai đi vệ sinh. Được rồi. Có nhiều cô ở đây cũng mắc vệ sinh lắm á, đi không được á, đứng lên cặp mắt những đức. Có cái vào lạc nó đi, nó nói chào ô thầy, con cứ canh thầy nhìn chỗ khác, để con đi vệ sinh. Mà thầy cứ nhìn ngay con hoài,
mà ngộ ngay cái tần số nó lạ ghê quý vị. Trời ơi, bà muốn đi vệ sinh mà bà cứ ảnh. Mà mình cứ nhìn bà rồi xong bà vô sắp sửa đứng lên mình làm nè. Hồi xuống, không dám đi luôn. Trời ơi, thầy giả là con không dám đi vệ sinh luôn thầy ơi. Đứng lên đi, không đi được. Thấy lạ không? Nên từ nơi đó, nó ngộ lắm. À, chúng ta có những người đến thế gian này, mình khi chưa nghe đạo, mình tạo nhiều cái nghiệp chướng. Có những người sát sanh, có những người phá thai nhiều lần, có những người bất hiếu với cha mẹ. Nói tóm lại là đa dạng, chúng ta tạo cái nghiệp ở thế gian này nhiều lắm. Ích kỷ nhỏ mọn, đố kỵ hơn thua, tranh giành gom góp, chỉ biết mình không biết người khác, sống với chòm sớm bất hòa, có khi lắng ganh đắc của anh em chị em, muốn giật cổ của cha mẹ, nghĩa là nhiều lắm. Cái tâm ý con người chúng ta nó nhiều cái tạo nghiệp lắm. Nhưng mà pháp môn tịnh độ này giúp cho chúng ta từng câu Phật hiệu mình niệm là giúp cho mình đoạn ác. Tại vì cái ý niệm trong tâm ác nên nó đi làm việc ác. Bây giờ chúng ta đổi lại là ý niệm trong tâm mình A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật thì từng câu Phật hiệu là giúp mình đoạn ác. Rồi niệm câu Phật hiệu này lâu ngày, từng câu Phật hiệu giúp mình tu thiện. Đoạn ác tu thiện gọi là chân chánh sám hối. Mọi nhớ. Nên phương pháp sám hối là đoạn ác tu thiện. Chứ không phải là chúng ta đến với Phật Bồ Tát, chúng ta quỳ, chúng ta khóc lóc, chúng ta cầu Phật Bồ Tát tha thứ, không phải. Hoặc là chúng ta nửa tháng hay một tháng chúng ta đi lễ lại sám hối để mà mình cầu Phật tha thứ, cũng không phải. Lễ lại bao nhiêu cũng không sám hối được hết. Mình chỉ có cái niệm Phật, tụng kinh lễ lại là để nhắc mình, để mà đoạn ác tu thiện, để nhận thức được việc làm của mình sai rồi, mình quay đầu hướng thiện. Đó gọi là thành tâm sám hối. Còn nếu như mình niệm Phật lễ Phật, mình sám hối đủ cách, nhưng mà buông ra mình vẫn là tiếp tục làm sai, vậy thì không phải sám hối, mà gọi là gạt chư Phật Bồ Tát. Nó rõ ra là chúng ta gạt chư Phật Bồ Tát, chứ không phải là sám hối. Có nghĩa là mình đi đến chùa vì mình ngồi mình học tập tu hành là để nhìn lại mình. Có khi mình không nhìn được mình, bây giờ mình phải nghe để mà mình kiểm mình. Nghĩa là nghe để kiểm mình. Nhớ nghe quý vị. Nhờ mình nghe pháp mà nó kiểm được mình. Có khi mình không nhận thức được mình thì phải cần nghe để nó đột phá vào tâm mình, để mình kiểm mình. Kiểm mình để mình coi cái nào sai, để mình sửa. Sửa lỗi là đoạn ác. Chấm dứt là tu thiện. Chấm dứt ác là tu thiện. Nhớ. Nên chúng ta nghe Phật pháp nó lợi ích là ngay chỗ sửa đổi lỗi lầm. Và mình càng nghe Phật pháp thì mình có một cái góc độ sáng suốt để mình sống. Vậy thì là lợi ích xác thực quý vị. Quý vị nhớ rằng là Phật pháp là một cái lợi ích xác thực. Chúng ta thấy rõ ràng lợi ích, chúng ta dối được tới cái lợi ích. Đó gọi là Phật pháp xác thực. Chứ nó không có mù mờ. Nó không phải là cái mình không thấy mà mình đi tìm kiếm cái mà mình không thấy, hoặc là cái mình dối không tới. Không phải vậy đâu. Mà Phật pháp cho chúng ta cái xác thực nhất trong cái cuộc sống này. Mình có được cái lợi ích xác thực, và mình có thể cầm được cái lợi ích xác thực trong cuộc sống này. Chính những đức đi học Phật, những đức đã thấy được cái lợi ích xác thực của nó, quý vị. Diễn được tâm tính một con người hư hỏng và sống cảm thấy có ý nghĩa, đây là lợi ích xác thực. Và mỗi ngày những đức vui vẻ là lợi ích xác thực. Cuộc sống không có bận tâm nặng nề là lợi ích xác thực. Con người thường vui vẻ là lợi ích xác thực.
làm một số điều cảm thấy có ý nghĩa cuộc đời là lợi ích xác thực. Nhiều người cùng học tập chung là lợi ích xác thực. Đây gọi là học Phật có lợi ích xác thực. Bây giờ quý vị đi học Phật nó có lợi ích xác thực không? Bây giờ điển hình là một gia đình mình thôi, mình là người đi học Phật này. Mình có thay đổi được những cái hành động mà người gia đình không chấp nhận mình không? Ngày xưa mình chưa học Phật, có những hành động về cái tính mình gia đình không chấp nhận mình, mà mình vẫn khư khư mình giữ cái điều đó, mình không cho rằng mình sai. Bây giờ mình là người học Phật rồi, mình có thay đổi được, và cái người trong gia đình người ta có nhận thức mình, người ta có tiếp nhận mình không? Nếu tới bây giờ người ta vẫn chưa tiếp nhận mình, vậy thì đừng có trách người ta, mà là hành động của mình sai đó. Nhớ, mình là người đi học Phật, không có nói người khác sai. Sai là do tại mình. Hãy để người ta nhận thức mình đi. Nếu mình là người học đạo, mình hiểu nhân quả rồi, mình không có nói người ta sai, mà sai là mình. Từ từ rồi người ta sẽ cảm giác mình đặc biệt quá. Cái đặc sắc nhất của quý vị là mỗi ngày quý vị sống rất vui vẻ, không có buồn trách ai. Đây là đặc sắc trong Phật Pháp cho mình. Phải nhớ đó. Làm được đó quý vị à, được á. Hôm qua những đức gặp ba vị này, mà ba vị này là đến để định hỗ trợ Hòa Thượng xây dựng bệnh viện. Thì khi những đức ngồi nói chuyện với họ, những đức có nói mấy câu rằng quý vị phải nhớ rằng dù chúng ta có một điều kiện lớn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta phải hiểu một cái nguyên lý. Thí dụ như cái người đó, người ta có một tâm nguyện người ta xây bệnh viện, hay là người ta có tâm nguyện người ta làm một công trình gì lớn lao mà người ta đã có tâm nguyện lâu dài. Mình suy nghĩ rằng người này có một cái tâm làm điều thiện, điều tốt như vậy, mình muốn giúp đỡ cái tâm nguyện này của người ta. Đây gọi là tích công lợi đức rất dày. Thí dụ như mình có một tâm nguyện gì đó mà mình chưa làm được, ai mà giúp mình tròn tâm nguyện này, mình cảm ơn người ta rất là lớn quý vị. Cái đó là cái đức. Chứ không phải rằng là mình có tiền bạc mà mình đi chen vào cái tâm nguyện người ta, mình muốn chính bàn tay mình làm để tạo cái danh cho mình. Vậy thì cái việc quý vị làm nó không có ý nghĩa đâu. Phải nhớ đó. Thí dụ như người này người ta có tâm nguyện, người ta làm một cái điều rất tốt, mình có tiền mình chỉ là người hỗ trợ cho người ta làm đi, mình đừng có đụng vô. Tại đây là tâm nguyện của người ta mà. Chứ mình đừng có nghĩ rằng mình có tiền rồi để tự mình làm, để cái việc này là cái danh gì mình. Vậy là cái làm của mình là tâm nó không đúng. Thí dụ như đặt mình vào người ta mà mình có tâm nguyện đó, mà người ta chen vào để người ta làm, cái điều này bản thân mình có khi mình cũng không chấp nhận. Nên mình phải làm sao mà nó trọn vẹn cái tâm nguyện của người khác mà cái điều tốt. Vậy thì quý vị là âm đức dày lắm. Dù là không ai biết quý vị đi, nhưng cái âm đức quý vị dày lắm quý vị à. Vì tròn tâm nguyện tốt cho người khác. Nên những đức nói chuyện với mấy vị này, đúng là mình thường nói thật, gặp người dù là điều kiện rất là đặc biệt, nhưng mà nói chuyện với nhau cũng đặc biệt quý vị. Tại vì sao mình có thể nói chuyện với họ? Vì mình thấy là con người người ta đơn giản, bình dị, dù là giàu sang nhưng nói chuyện rất là đơn giản. Thì những đức nói chuyện. Còn kiểu mà giàu có mà chảnh chẽ ba lá hẹ thì xin mời bạn đi chơi chỗ khác. Những đức từng dạy cái lớp đạo làm con, những đức nói rằng là các con sau này lớn lên đừng có lấy nhân cách của mình mà tính qua tiền. Các con nhớ nha. Nếu nhân cách mà tính qua tiền thì người ta sẽ dùng tiền để mua nhân cách của mình được. Còn nếu như các con có một cái nhân cách mà phải có nhân cách mới gặp lại với nhau, vậy thì không có đồng tiền nào mua được một cái nhân cách con người. Còn đồng tiền thì nó sẽ có, nếu các con có thể bán thì cỡ nào cũng sẽ có tiền mua được cái nhân cách của các con. Nên con người của mình đừng có đem nhân cách của mình để đổi ra tiền nha quý vị. Như vậy thì sống giả lắm, sống thật đâu.
Nên từ nơi đó mà mình là người nghe đạo, nó phải xác thực quý vị à, nó phải xác thực. Nên cái pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm. Có một đoạn trong kinh Phật dạy này: nếu có người niệm Phật nên biết đó là hoa sen trắng trong loài người. Nó rõ ra người niệm Phật là người cao quý nhất trong loài người. Phật nói hoa sen trắng, chúng ta nói là người cao quý nhất trong loài người. Hoa sen là gì? Không nhiễm. Người niệm Phật là người không nhiễm cái cõi đời này, tại vì họ cầu sanh cực lạc. Nên Phật mới nói rằng là người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người. Hoa sen là biểu tượng cho không nhiễm. Chúng ta nói rộng ra một câu là người niệm Phật là người cao quý nhất trong loài người, tại vì người này không bị năm cái trược trong cõi đời này buộc ràng họ. Họ tuy sống trong cõi đời nhưng tâm họ hướng về cảnh giới của Phật giải thoát. Nên gọi là loài người cao quý nhất là người niệm Phật. Chúng ta không nói giàu hay nghèo, danh tiếng nhiều, danh tiếng ít, hay đẹp xấu, lùng lẻ, hôi súng ở trong đây, không có nói. Mà chúng ta nói rằng người niệm Phật là người cao quý nhất trong loài người. Tại vì có người giàu sang hay đẹp xấu, sớm muộn gì cũng đi vào cái vô thường, sanh già bệnh chết. Nếu như chúng ta không niệm Phật, giàu sang hay nghèo nàn cũng cùng một số phận, là chúng ta phải chết. Dù là đất đai mình nhiều, cò bay thẳng cánh, nhưng chúng ta chết chôn chúng ta cũng một khoảng đất nhỏ, hoặc là đưa chúng ta đi thiêu, còn lại một nắm cho tàn. Dù đất mình có nhiều, mình có chạy hoài, chạy cũng không hết, nhưng cuối cùng quý vị nằm bao nhiêu thước đất? Hãy suy nghĩ đi. Từ nơi đó thì giàu sang hay nghèo nàn nếu không biết tu cũng cùng một số phận. Nên Phật có nói rằng người niệm Phật là người cao quý nhất trong loài người. Vậy quý vị là người tiếp nhận pháp môn tịnh độ là vai trò của những người cao quý nhất. Chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta mỗi tuần chúng ta về chùa cộng tu ngày Chủ nhật, mình còn sống, mình rủ người còn sống đi tu, nhưng phần người âm rủ người âm đi tu. Đi về đây người ta được nghe pháp niệm Phật và được hưởng tài thọ thực, và chúng ta đem công đức hồi hướng cho họ. Nên giống như người còn sống, chúng ta đi đến nơi nào được vui thì chúng ta cũng sẽ rủ người còn sống đi đến đó để cùng hưởng niềm vui. Vậy thì phần người âm, người ta đi đến đây được vui, người ta cũng sẽ rủ những người phần âm đi đến đây, chắc chắn là như vậy. Nên mỗi tuần họ về đây được hưởng tài thọ thực. Và quý vị thì khi đi đến đây cộng tu thì tất cả những người có duyên với mình, từ người còn sống hay người đã mất, người ta cũng đi theo mình. Nên những người mang nghiệp phá thai cũng đi theo quý vị. Từ nơi đó mà đi về đây, người ta nghe pháp, người ta buông cái tâm hận thù, người ta không muốn đòi nợ nữa. Quan gia nên giải, không nên kết. Nên khi mà quan gia mà giải rồi thì tức khắc hai bên đều vui vẻ hoan hỷ. Thì phải nhớ rằng tất cả cái bệnh đau chúng ta đều là do quan gia mà chúng ta đã từng tạo cái nghiệp đó đó. Sát sanh, phá thai, sân hận buồn phiền mà sanh ra cái nghiệp. Nên chúng ta đi đến đây mà tu hành thì những quán thân trái chủ chúng ta đi theo đi đến đây nhất định là từ từ hóa giải. Nên nguyện Đức Phật A Di Đà, Ngài phát nguyện là chúng sanh chỉ cần nghe danh hiệu Ngài mà tiếp nhận, buông cái tâm hận thù, quyết chí niệm Phật thì nhất định Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh để về thế giới cực lạc. Nên tất cả những hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, các con nên buông cái tâm hận thù, phát bồ đề tâm nên niệm Phật về thế giới cực lạc đi. Về thế giới cực lạc mới hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Chúng ta nguyện đem công đức tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, phóng sanh, cúng thí thực, nghe pháp. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Nguyện cho Ngài luôn luôn có sức khỏe và toàn thể đại chúng.
và gia quyến quý vị luôn luôn có sức khỏe và điều pháp Bồ Đề tâm, niệm A Di Đà Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp đều hưởng được những công đức này, dù ở nơi cảnh giới nào cũng tin pháp môn tịnh độ niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong những trận dịch bệnh hoặc chiến tranh hoặc là bão tố, họ đều hưởng được những công đức này. Tất cả chư hương linh chết về những cái tai nạn chưa được siêu thoát đều hưởng được những công đức này, đều phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đăng ngô tình chung ngã kim tí nhự cung, phương nhất tiết ngộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cẩm ư nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đăng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, biến tập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cẩm ư nhật thiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngà nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, án ngã ngà nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, tam bà phạ việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, ố danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tín đồ, Nam mô Tây Phương cực lạc, A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thất Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp
phát bồ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh. Nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay, do thân miệng ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mây biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y, và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh lên nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa vàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa vàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa vàng sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay lớn lên để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, vậy là Phật cung thỉnh chư Tăng Ni và đại chúng, chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.